Về sông nước, Cù Lao Thế Sơn từ nhiều năm nay đã trở thành một điểm đến ưa thích với du khách, nhất là khách du lịch nước ngoài. Thùy Dung xin kính chào quý khán thính giả truyền hình, truyền thanh và đồng bào tham gia buổi mở số thân mến. Thưa quý vị, hôm nay thứ Hai, ngày 6 tháng 11 năm 2023, buổi mở số của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại số 77 đường Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5 với loại vé số kiến thiết mang ký hiệu 11B2. Sau đây, Thùy Dung xin giới thiệu đến quý vị các bạn những danh sách những khách hàng đã may mắn trúng thưởng giải đặc biệt mà công ty vừa mới cập nhật sau đây. Đầu tiên, xin chúc mừng khách hàng ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã trúng giải đặc biệt của kỳ mở số ngày 23 tháng 10, mang ký hiệu 10D2. Tổng số vé trúng đã trả thưởng cho kỳ mở số này là 132.168 vé. Tổng số tiền công ty đã trả thưởng cho các giải của kỳ này là 58.184.900.000 đồng. Tiếp theo là kỳ mở số ngày 28 tháng 10, ký hiệu 10D7. Giải đặc biệt đã được trao cho khách hàng ở huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số vé trúng đã trả thưởng cho kỳ mở số này là 168.891 vé, với tổng số tiền mà công ty Sổ số thành phố Hồ Chí Minh đã trả thưởng là 53.203.000 đồng. Và ngày 30 tháng 10 là kỳ mở số ký hiệu 10E2. Xin chúc mừng quý khách hàng ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã trúng giải đặc biệt. Tổng số vé trúng đã trả thưởng cho kỳ mở số này là 77.672 vé và số tiền công ty đã trả thưởng là 48.806.700.000 đồng. Bây giờ, Thùy Dung xin mời quý vị và các bạn cùng đến với buổi tường thuật trực tiếp do hai phát thanh viên của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là Quốc Toàn và Đăng Khương. Đăng Khương xin được mến chào tất cả quý vị đang theo dõi buổi mở số kiến thiết của thành phố Hồ Chí Minh đang được diễn ra tại số 77 đường Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5. Quý vị thân mến, hôm nay ngày 6 tháng 11 năm 2023, buổi mở số này sẽ được mở cho kỳ phát hành các loại vé số kiến thiết mang ký hiệu 11B2 và buổi mở số ngày hôm nay được đặt dưới sự giám sát của các ông bà sau đây.